Xin chào cả nhà mình nha. Chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn. Hôm nay Bonsai Kim Sơn lại thông mời nhà mình ghé xem tham khảo một số cây bên Sơn giao lưu luôn nha. Mỗi cây bên Sơn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu thì bên Sơn sẽ để trong phần bình luận nha. Còn nếu mình không xem được trong phần bình luận thì liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha mình. Và nếu nhà mình thương mến Sơn, cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên Sơn luôn. Và mỗi đơn Sơn giao lưu với nhà mình, Sơn đều xin trích phần trăm góp vào quỹ gieo hạt lành để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh luôn nha. Rồi, hai cây này có mã số là 266. 266 gồm có hai cây găng vàng, sống khỏe luôn, cây này rất là đẹp. Cây này rất là ok luôn nha. Hai cây này Sơn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. Cây cao là 30. Hoành thân là 27. Khoảng 17 nha mà. 17 đúng rồi. Hoành thân là 17. Hai cây này 250k bao ship, mã số 266. 250k bao ship luôn nha. Rồi Sơn xin qua hai cây này luôn. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 267. 267 gồm có hai cây găng vàng sống khỏe luôn. 250k bao ship luôn nha mình. 267, 250k bao ship. Cây rất là ok luôn. Găng vàng hay còn gọi là găng tu hú nha mình, nhưng mà gọi là găng vàng thì nó hay hơn. Hai cây này, cây này cao 29. Hai cây 250k bao ship luôn nha. Rồi Sơn xin qua hai cây này luôn. Rồi 268. 268 là một cụm găng vàng liền cốt lũ thép âm thân luôn. Cây này rất là đẹp. Cây này rất là tuyệt vời luôn. Cây này mình làm cụm rừng rất là ok luôn. Mình xem lũ thép âm thân theo cái cầu luôn. Cây này giống như là mình làm cái dạng như cây bắt cầu á nha mình. Sau này mình dựng rừng lên. Dựng rừng lên, ở dưới đây là mình làm cái tiểu cảnh nước chảy qua luôn, rất là đẹp. Hoặc là mình sẽ phát cái cây này thành một cây đổ cũng rất là ok luôn. Mình có thể tách thành một cây đổ, nếu sau này mình sau này mà cây này nó khỏe, mình có thể mình tách thành một cái cây đổ. Đây. Ở đây là một cái rễ đổ nè. Đó, đổ ở đây. Và mình có thể mình cắt ở ngay chỗ này thành một cái cây đổ rất là đẹp. Rồi cây này Sơn xin giao lưu là 350k bao ship luôn nha. Cây có chiều cao là 32. Bầu đất hiện tại 32 luôn. Sơn xin giao lưu là 350k bao ship, là một cây găng bắt cầu rất là đẹp luôn. Găng bắt cầu lũa thép luôn nha mình. Mã số 268, 350k bao ship. Rồi Sơn xin qua cây này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 269. 269 gồm có hai cây bằng lăng tím lá nhỏ mini và một cây găng vàng mini sống khỏe. Ba cây này Sơn xin giao lưu là 200k bao ship luôn nha. Hai cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn. Và một cây găng vàng, mã số là 269, 200k bao ship ba cây này luôn nha. Nhà mình xem ưng ý hộ Sơn. Rồi Sơn xin qua ba cây này luôn.
Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 270. 270 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn. Cây này Sơn xin giao lưu là 350k bao ship nha nhà mình. Cây này có hoàn là 49. Cây cao là 48. Bầu đất hiện tại là 33. Sơn xin giao lưu là 350k bao ship là một cây bằng lăng tím lá nhỏ luôn nha. 350k bao ship. Cụm này liền cốt luôn. 270. Rồi Sơn xin qua cây này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 271. 271 là một cây quýt rừng tàn riêng thiên nhiên. Cây này ở dạng cụm nhưng mà liền cốt luôn nha mình. Chi tàn rất là già luôn. Tổng hoành cụm là 37. Cây cao là 45. Rộng nhất là 50. Rộng nhất là 49 nha mình. Đang nằm chậu tròn. Đang nằm chậu tròn là 32 lọt lòng. Cây này Sơn xin giao lưu là 1200k bao ship luôn nha. 271. 1200k bao ship. Quýt rừng tàn riêng thiên nhiên sống khỏe luôn. Cái này là chậu nuôi chậu nhựa luôn nha. Hai bảy một là một cây quýt rừng tàn riêng thiên nhiên. Cái này về mình lọc gai thêm nữa là ok thôi. Hai bảy một 1200k bao ship. Rồi sơ xin qua cây này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 272. 272 là một cây quýt rừng. Cây này nằm ở dạng cụm nhưng mà liền cốt luôn nha mình. Chi tàn rất là già luôn. Ở đây nó có một cái thân lớn. Sơn sẽ đo hoành thân lớn thôi. Có hoành là 14. Cây cao là 60. Cây này đang nằm chậu, lọt lòng là 39. Sơn xin giao lưu là 1600k bao ship luôn nha mình. Quýt rừng tàn riêng thiên nhiên. Cái này về mình chỉ lọc thêm một ít gai nữa là ok thôi. Chi tàn rất là già luôn. Hai, bảy, hai. 1600k bao ship. Chi tàn rất là già luôn nha mình. Form thiên nhiên luôn. Rồi cho mình xem ưng ý ủng hộ Sơn nha. Sơn xin qua cây này luôn. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 273. 273 là một cụm bằng lăng tím lá trung sống khỏe luôn nha. Cái này về mình ưng thì mình để riêng, còn không thì mình ghép tường vi cũng rất là ok luôn. Mình ghép lên trên những cái cành này luôn nha. Đó. Về cách ghép thì mình có thể tham khảo thêm ở những kênh YouTube luôn nha. Rồi cụm này, cụm này tổng hoàn là 102. 102. Cây cao là 40. Bầu đất hiện tại dài nhất là 50. 52 nha mình. Cái này Sơn xin giao lưu nhanh là 500k bao ship luôn. Đây là một cụm liền cốt bằng lăng tím lá trung sống khỏe luôn. Mã số là 273. 500k bao ship.
Cái dòng này thì ho nó lại rất là thơm luôn. Rồi mã số 273 là một cụm bằng lăng tím lá trung 500k bao ship luôn nha. Rồi Sơn xin qua cái này luôn. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 274. 274 là một cụm bằng lăng tím lá trung. Cây này rất là đẹp luôn. Cụm này liền cốt. Cái này bầu đất rin luôn nha. Tương đối nặng một tí xíu. Cây này có hoành là 90. Cây cao là 50. Tại vì cái cây này á, là bên Sơn đánh vào cái lúc là mùa đông, cho nên là bên Sơn đánh vào cái đất mà đánh vào đất rin cho nó an toàn hơn. Thì bây giờ em nó cũng đã sống khỏe rồi. Cây này Sơn xin giao lưu là 800k bao ship luôn nha mình. Cây này rất là ok luôn. Đế cũng rất là đẹp. Đế trải rất là đẹp luôn. Cái này về mình ưng mình để rin, còn không thì mình ghép tường vi cũng rất là ok luôn. Thì thời gian đầu cái lá non á, khi mà nó chưa có gặt nắng á, thì nó hơi to, nhưng mà khi nó sau này nó gặt nắng rồi thì cái lá nó vẫn nhỏ luôn nha mình, nhưng mà được cái là ho rất là thơm. 800k bao ship, mã số 274, bằng lăng tím lá trung, cây sống khỏe luôn. Mà cái dòng này mình ghép tường vi thì tuyệt vời luôn. Mã số 274 800k bao ship. Rồi Sơn xin qua cây này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 275. 275 đây là một cây linh sam đao điểm, cây rin luôn nha mình. Cây này là Sơn nuôi cũng lâu năm rồi, có vàng rễ nổi luôn luôn nha mình. Có cái hoành ngay chỗ Sơn đo đây là 16. Cây cao lên tới đây là 35, lên tới đây là 35, có bộ rễ nổi rất là đẹp. Cái này mình làm trật hồi đầu đi, cây này mình làm trật hồi đầu cũng rất là ok luôn, vàng rễ cũng rất là ok. Cây này Sơn xin giao lưu nhanh là 350k bao ship luôn nha. Cây này có vàng rễ nổi rất là đẹp, 350k bao ship. Linh sam đao điểm hoa tím rất là thơm luôn nha. 350k bao ship. Rồi cây này cũng đã kết thúc luôn. Sơn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ Sơn luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình cứ liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha mình. Và nếu nhà mình thương mến Sơn, cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả những bài đăng của Sơn để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên Sơn luôn nha. Rồi Sơn thân chào nhà mình và hẹn gặp lại nhà mình. Chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn.